xe điện độ sẽ độ những cái gì à, chiếc xe điện độ độ có mất tiền hay không rồi độ chiếc xe điện độ thì nó sẽ à, tăng những cái hiệu năng gì và cần phải làm những gì à, và đồng thời thì độ làm sao để cho nó an toàn à, ví dụ như cái vấn đề là liên quan tới pin rồi đó thì các bạn thấy trên thị trường thì vừa rồi mình có post cái video clip trải nghiệm à, cái chiếc này thì có nhiều bạn comment hỏi mình trong chủ đề đó thì bữa nay mình gửi tới các bạn một cái video nói về chủ đề xe điện độ và xin nhấn mạnh mình không nhận độ xe điện cũng giống như là mình không độ những cái xe này để chạy ngoài đường à, gây mất an toàn giao thông cho người khác thì cái này là mình sẽ không à, làm cho nên là các bạn fan à, nếu mà có nhu cầu thì nếu cần thì mình sẽ giới thiệu để mục đích là sau khi mình trải nghiệm mình chạy cái xe kia nó có những cái vấn đề bất cập ví dụ như là phụt nó hơi nặng bi dán cổ nó hơi kêu hoặc là cái hành trình đi nó không được dài lắm thì mình khuyến nghị các bạn là nên độ hướng vào những tính năng an toàn ví dụ như làm sao cái cảm giác lái nó tốt nhất hoặc là cái hành trình đi nó được tối ưu nhất và nó tiết kiệm pin nhất thì những cái đó chúng ta nên làm để mà tăng gọi là cái tính hiệu quả cho một chiếc xe thì những cái việc độ đó nó sẽ giúp ích cho người dùng thì mình hướng các bạn theo nhánh đó và đồng thời để mà để độ được cái chuyện như vậy nó an toàn thì các bạn phải thật sự nắm vững kiến thức về một cái xe điện thì video clip ngày hôm nay mình sẽ nói về những cái chuẩn an toàn đó trên một chiếc xe điện độ để các bạn dễ hình dung Moto xe TV xin kính chào các bạn à, tại vì sắp tới là mình khai giảng cái lớp học về xe điện cho nên là mình xây dựng cái chủ đề xe điện nó rất là nhiều à, vì các bạn biết là trong quá trình suốt gần 4 năm đào tạo chính quy của Moto xe TV và khoảng 7 năm chia sẻ nghề trên kênh YouTube thì mình cũng đã tương tác được với hàng ngàn thợ sửa xe từ bắc tới nam, từ lạng sơn tới cà mau. À, trong đó số liệu cụ thể là mình gần đạt được chạm mốc 2.000 học viên của motorcycle tv bao gồm lớp chính quy và lớp ngắn hạn và những người sử dụng tài liệu thiết bị do motorcycle tv cung cấp à, là đã gần 2.000 người. cái nhu cầu sử dụng xe điện cũng như là sửa chữa xe điện nó cũng vì càng lúc càng một tăng lên. thì nhiều anh em thợ đại lý và học viên của mình có hỏi là motorcycle tv có mở lớp dạy xe điện hay không thì do đó với cái nhu cầu thực tiễn thì mô tô xe cầu tv đã hình thành lên cái lớp dạy xe điện ví dụ như các bạn thấy là đây là một cái bộ dụng cụ trong những cái bộ dụng cụ mà hướng dẫn anh em đo kiểm cũng như là sửa chữa lắp đặt một cái động cơ xe điện và khối pin xe điện mà mình dùng để dạy học à, tại vì trong trung tâm của mình thì hiện tại mình thấy là cái thị trường anh em chạy xe điện công nghệ á và vinh thì người ta cũng vừa rồi người ta cắt luôn cái mảng gọi là bảo trì sửa chữa 3 s cho nên là anh em đang bị trôi nổi trên thị trường tự do thì mình cũng nhân dịp là cái lớp xe điện của mình ra đời thì mình cũng mua một số xe điện về để mình training trung tâm mình nó có giới hạn các bạn thấy hiện tại à, camera có thể à, quay xung quanh à, cho mọi người xem là cái xe xăng của mình đã hết chỗ để rồi à, cho nên là mình cũng đang phải dọn dẹp bớt và tủ đồ nghề thiết bị mình đem về để setup up à, cho trung tâm mới cơ sở mới của mình á chặt hết rồi cho nên là mình không có thêm chỗ để để xe nữa à, và một số cái xe xăng mình vẫn đang nghiên cứu nè mình đang nằm đó đó nghiên cứu một số xe thì song hành với cái việc nghiên cứu thì mình làm tài liệu và mình hướng dẫn anh em về xe điện vừa rồi làm video clip này thì có nhiều bạn comment hỏi là trên thị trường bây giờ xe điện mấy em mấy cháu học sinh á nó sử dụng nó độ nó độ pin rồi nó độ động cơ thì liệu rằng là sẽ có dẫn đến những trường hợp gọi là sự cố kỹ thuật không ví dụ như cháy nổ hay không thì mình đang đính kèm ở trên màn hình á một cái video clip À, là một cái sự cố liên quan tới độ xe điện mà nó gây mất an toàn đó các bạn thấy rõ trên màn hình. À, đó là một cái trường hợp mà độ gọi là không có nghiên cứu, mua đồ trên mạng, mua đồ trên Shopee về tự lắp đặt. Thì mình xin nói các bạn nha, cái này là mình xin nhắc nhất là những bạn trẻ coi TikTok, coi YouTube, coi tất cả nền tảng mà mua đồ về tự độ thì các bạn hãy cân nhắc và đây chính là cái con đường các bạn sẽ đến đó, cực kỳ nguy hiểm. Cho nên là mình nói cái điều đó là các bạn phải thật sự thận trọng và tìm hiểu kỹ kiến thức Đừng lên mạng thấy người ta đăng cái này mua về chỉ việc nói về điện rồi quấn bằng keo gắn vô Là các bạn coi chừng trả giá bằng chính tính mạng của mình và những người xung quanh Cái điều này cực kỳ nguy hiểm Ngoài ra nếu như các bạn độ mà các bạn không kiểm soát, các bạn không hiểu Các bạn về nhà các bạn dựng như vậy nè Các bạn sạc pin, các bạn cấm sạc pin Thì nó sẽ gây ảnh hưởng, có thể là nó sẽ gây ra tình trạng hỏa hoạn luôn thì nó là một cái vấn đề cũng đang rất là nhức nhối trong cái công tác an ninh phòng cháy chữa cháy của nhà nước mình liên quan tới xe điện thì các bạn cũng phải thật là thận trọng và một cái xe điện á các bạn có thể độ 3 triệu 5 triệu 7 triệu độ được hết á nhưng mà quan trọng nó có an toàn hay không nó có đạt hiệu năng hay không thì bữa nay cái video clip này mình xin nói luôn một cái xe điện 20 triệu cái bản này là Clara A2 chạy bằng bình đây là chiếc xe anh em với nó đây Clara A2 chạy bằng bình thì với một cái bản xe điện như vậy các bạn độ từ cái xe 20 triệu thì đây là chiếc xe 200 triệu nè các bạn. Chiếc xe này đã được làm 200 triệu, vậy thì nó làm cái gì để được 200 triệu, ra số tiền 200 triệu. Và với 200 triệu đó thì nó mới có thể chạy một mạch từ đây lên tới Đà Lạt một cái rét gần 400 cây số trong một lần sạc pin. Và hiện tại là chiếc xe này chạy từ đây ra Vũng Tàu là 120 mấy km thì nó tôi tiêu tốn khoảng 50% pin và đi về khứ hồi là khoảng tầm độ là 100% pin. Và khi cái xe này chạy như vậy thì chở theo một người lớn và hai trẻ em và chạy với một cái vận tốc bình quân là khoảng tầm độ là 60 cho tới 70 km/h theo đúng cái chuẩn quy định của đường bộ Việt Nam thì nó đã đi được một cái quảng trường quãng đường khoảng 240 km với 100% pin. Vậy nếu như ở mode 1 chạy ở tốc độ chuẩn dưới 60 dưới 50 km/h thì cái xe này có thể đạt được hành trình lên tới 350 cho tới 400 km trong 100% pin. À, khi mà chạy một người nha các bạn Thì hiện tại là do là động cơ này nó tốn pin như vậy Là tại vì nó chạy một cái khối động cơ với công suất rất là lớn à, Và một cái con IC điều khiển dòng xả rất là lớn Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái xe này để các bạn hiểu Và một lát nữa mình sẽ dắt ra ngoài Mình đi vào trong một cái khu dân cư Để mà mình chạy các bạn xem à, Và các bạn lưu ý Cái xe này nó mạnh được tới 75 HP Có nghĩa là nó ngang ngửa một cái xe 1.000 phân khối Chiếc xe này nè à, Nó có 3 mod Mốt 1 nó là một cái xe điện bình thường chạy 60 km/h. Mốt 2 nó tương đương một cái xe SH 350 phân khối và mốt 3 nó tương đương một cái xe 1000 phân khối trên một chiếc xe này thôi. Nếu các bạn làm đúng và nó hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn. Nhưng liệu rằng các bạn có dám chi ra 200 triệu để độ một chiếc xe như vậy để đảm bảo an toàn hay không? Thì mình sẽ cho các bạn coi là độ cái gì để tốn 200 triệu như vậy. À, giờ mình đẩy cái xe ra để mình cho anh em coi sơ qua ha nó sờ qua này rồi mình sẽ giới thiệu tới đâu thì camera sẽ quay ở đó và sau đó thì mình sẽ đem cái xe này đi vô trong một cái uh, khu uh, quy hoạch á à, mình không có chạy ngoài đường đâu các bạn tại vì trên của mình cũng được nhiều bạn đam mê xe à, nhiều anh em đam mê xe coi thì trong đó có một số xe mình review thì nó cũng là những cái xe độ công suất lớn thì nó sẽ có thể gây rủi ro nguy hiểm cho bản thân mình cũng như những người xung quanh cho nên đa phần là mình không sử dụng những cái xe này để sử dụng chạy ngoài đường một là mình sẽ đem vô trong những cái khu dân cư được rào lại Hai là mình sẽ đem vô trong trường đua để mà mình test trải nghiệm thôi Còn riêng mình sẽ khẳng định trong video clip này Những bạn nào hâm mộ mà muốn có nhu cầu đổ cái xe điện như vậy Thì bên mình Motorcycle TV sẽ không nhận đổ cái xe điện như vậy nha các bạn Rồi, Còn giờ mình sẽ nói sơ qua về cái xe này Rồi trước tiên camera tới đây nè cho coi nè Đây là cái cớp của cái xe gì nè đó trong này nó có cái công tắc công tắc này nó hư mình thay rồi lúc mà mua xe thì xe này chạy bình cái bình nó hư mình thay bình và mình thay cái công tắc này ha rồi mình đang để trống đây để mở ốc lên lại cho các bạn học nghề rồi đây đây là cái xe độ khủng khiếp chưa đó giờ thì có thể tưởng tượng nha đây là cái bộ não nè đây là cái bộ não của cái xe đây là gan thận nè lọc mình hiểu chức năng gan thận nó lọc và cuối cùng đây là cái quả tim này đó dưới này quả tim à, rồi mình có thể kể sơ qua cho các bạn ha thì đây đầu tiên cái này nè cái động cơ này đây là cái khối động cơ Yuma 12.000 12.000 và cái giá trị của cái động cơ này nếu mà thời điểm mới mua nha là cái bạn học viên của mình làm xe này á là cái động cơ này không là đâu đó nó khoảng 20 triệu đồng cái động cơ và tiếp tục á cái IC ND mà 84 này nè 84 à 800 có nghĩa là cái IC này là nó nó xài 84V. Cái khối pin mà trên cái xe này á, cái bộ cụm pin nè, liên kết từ đây nè, lên tới đây nè. Bộ pin là liên kết từ đây lên tới đây nè. Cái khối pin chữ L. Pin này là dạng pin tép nha, là một trong những cái pin an toàn nhất trên thị trường chứ không phải là mấy cái pin banana mà pin nhỏ nhỏ mà người ta đóng pin đâu. Pin tép mà hiện tại là cái xe điện BYD á, họ đang xài cái pin thanh á thì cái pin tép này á là à, công suất của nó là 110 ampe và trong này nó có 48 cell thì tổng cộng là bao gồm mà nó sẽ đóng thành 24s và giá trị cái khối pin này đâu đó là 35 triệu cái cục IC này lúc mà mua mới là nó khoảng 27 triệu và cái động cơ này đâu đó trên dưới 20 triệu vậy thì bạn thấy động cơ với con IC không là 50 triệu và khối pin này nó thêm 30 triệu là hết 80 triệu cho ba món đồ trên xe rồi và chưa kể cái xác xe cái xác xe này lúc mà thời điểm cách đây hai năm mấy ba năm chiếc xe này được làm á, là xác xe này khoảng 30 triệu còn hiện tại giờ mình mới vừa mua xe này dạy nghề nè là chiếc xe này 20 triệu vậy thì sơ sơ mua cái động cơ mua con IC làm cái khối pin và mua cái xác xe thì nó rơi vào 100 triệu rồi vậy thì 100 triệu còn lại nó là gì mình sẽ chỉ sơ qua cho các bạn coi ha mình có ghi tổng hợp đây nè các bạn nhìn nè cái phục trước cái phục trước này các bạn nhìn giống như cái phục LCM mà mấy cái giải UB chạy không phụ Winner không là cái phụ này được làm từ phụ winner và thay chẳng bao winner cái phụ xe điện thì nó chạy sốc lắm mấy bạn nó chạy chịu không nổi đâu mà chưa kể nó yếu nữa à, và đồng thời á, là do trọng lượng chiếc xe zin nó nó nhẹ hơn chiếc xe này cho nên là nếu mà cộng với cái động cơ cộng với cái khối pin IC này với trọng lượng trên xe này thì chắc chắn cái phụ kia nó sẽ bị kịch hành trình liền cho nên là cái bạn này đã thay một cái chẳng bao winner thay cặp phục winner và cái dè này là đi theo cái phục luôn thì cái bánh trước này là cái bánh vario uh, bánh vario 150 của mình á à, thì cái bộ phụ chẳng ba với lại dè mà nếu mà làm vô xe này nha đâu đó mà mua đồ xong tiền gia công chắc phải ba bốn triệu là cái phần phụ à, con heo này không nè con heo heo rembo em quay đây nè camera con heo rembo m 50 này nè là nếu mà bây giờ mà mua mới nha là đâu đó là khoảng chục triệu á con này mua mới là khoảng chục triệu bạn nói lúc đó bạn mua là khoảng 8 triệu là con heo này không chưa tính dây dầu một con heo thôi chưa tính cái đĩa này luôn đó là cái này là gần chục triệu rồi con heo sao rambo này thì nó cũng rơi vào khoảng rơi vào khoảng tầm hai triệu mấy một con cái phục sau này nó cũng phải mấy triệu nè cái phục sau mấy triệu cái gấp này không làm cái gấp này sơn tĩnh điện cũng hết mấy triệu nữa có nghĩa là phục gấp và con heo này là hơn chục triệu rồi nè nằm đây hơn chục triệu gặp thêm cái mâm này nữa là coi như là tổng cộng nguyên cái cục này luôn nha nguyên bó này luôn khoảng ba mươi mấy triệu nè đó cái dùng này không ba mấy triệu nè chỉnh xe rồi hai cái tay thắng cái tay này là cái tay Ambaya Con của một cái xe mô tô phân khối lớn của Rambo cái tay này bên này cái tay bên này là cái tay cái tay này là Acosato Bilet nè hai cái tay này không á là hơn hai triệu tay trái tay phải này cộng lại là hai mươi mấy triệu hai cái tay à, bao tay Domino cầm tăng hai bộ công tắc cái đồng hồ và cái bi cầu là nguyên cái dàn công tắc bi cầu đồng hồ này nguyên đóng này cộng lại các bạn nghĩ coi nó phải chục triệu không độ vòng vòng đồng hồ nè bi cầu nè tay nè mấy cái nhỏ này không rồi tiếp cây trợ lực cây trợ lực này là trên chiếc cao z ngàn nè hiện tại giá hiện tại của nó đâu đó khoảng mình mới coi là sáu bảy triệu nhưng mà thời điểm cái đây ba năm là cái bộ trợ lực này là cả chục triệu rồi vậy thì nãy giờ mình cộng nha mình cộng sơ sơ cho các bạn coi nếu bây giờ mình cộng nè xe này hai chục cái máy này là hai chục là bốn chục bốn chục cục IC này cục IC này ba à, chục à, cục IC này hai mươi mấy nữa là xe 20 chục máy hai chục là bốn chục IC này hai chục là sáu chục cục pin này ba chục là 90 chục à, phục dương heo này 10 triệu à, 90 trăm cái gấp 105 105 à, 105 rồi à, cái à, bộ phục trước à, bộ phục trước rồi con heo trước là 15 nữa là 120 rồi sơ sơ là 120 rồi rồi xong rồi hai cái tay này hết hai chục nữa là 140 không à, trăm 140 rồi mấy cái này cho 10 triệu trăm rưỡi rồi các bạn thấy không 150 triệu rồi là tính sơ sơ chưa có tiền sơn nè chưa có tiền làm yên nè chưa có tính cây trợ lực cây trợ lực gần chục nữa rồi là 160 rồi rồi à, thêm cái kết nước à, kết nước nữa ừ, chưa xe này dễ như bằng nước mở cho các bạn xem rồi à, vỏ xe rồi tiền sơn nhiều vấn đề lắm đây, mở ra cho anh em xem bên trong bởi vì anh em hỏi chơi xe điện tốn tiền không nhiều khi nó tốn tiền còn hơn xe xăng nữa mấy anh ơi đó bạn nhìn nè quạt nè kết nước nè đó các bạn nhìn thấy ghê không đây ic này được giải nhiệt bằng kết nước nha có đường nước ra nước vô vô cái nước có quạt tản nhiệt nha thì các bạn nghĩ cái tiền gia công tiền công làm á nãy giờ mình tính sơ sơ là tiền mua đồ nó đã 160 triệu rồi mà tính là tính số lẻ nha tính cộng cho nó vui á chứ từng con ốc titan nè rồi uh, tiền sơn nè tiền làm đồng nè rồi uh, bấm dây nè rồi ống nước nè rồi ống dầu nè rồi mấy cái cb công tắc nè tiền không á món là năm ba trăm năm ba trăm cộng vô cái xe này là chủ xe nó là đầu tư đâu đó gần 200 triệu á gần 200 triệu mà bạn là sắp đi định cư nước ngoài rồi cho nên là bạn bạn cũng rất là đam mê xe điện thì bạn đưa lên cho mình rồi bạn nói là mình đăng clip mà có anh em nào hỏi mua thì có gì mình cho thông tin thôi chứ còn là cái này là mình không có nhận độ nha đó thì bạn giống như chia lại cái đam mê còn bạn chạy thì giống như độ là để thỏa đam mê và cái xe này thì bạn đi cũng chỉ đi 50 60 km giờ trên thành phố thôi chứ bạn không có chạy còn khi nào mà có thể có điều kiện bạn đưa vô sân đua để chạy chắc hoặc là chạy rắc thì bạn mới chỉnh qua mốt 2 mốt 3 chứ còn gia tốc cái xe này lớn lắm các bạn mốt 1 là nó chỉ bình thường là 50 60 km giờ thì không tính mã lực nhưng mà mốt 2 thì đâu đó nó khoảng 35 HP và mốt 3 nó khoảng 75 HP nhưng cái vấn đề quan trọng là nó không có tiếng nổ nó êm lắm đúng là êm ru bà đu như xe điện luôn á là lên dặn một cái là chỉ thấy dẫn tóc nó tới thôi đó rất là lẹ cho nên cực kỳ nguy hiểm nên bạn không sử dụng nó ngoài đường đặc biệt thì xe này thường thường cũng chở theo gia đình vợ con cho nên là đi cũng đi chậm chậm cà phê chơi thôi đó rồi đó thì giới thiệu sơ qua cho các bạn coi và cái yếu tố an toàn bạn nhìn này thứ nhất một cái người mà chơi xe điện đầu tư á người ta chọn cái loại pin á người ta không có xài những cái pin trung quốc pin trôi nổi trên thị trường mấy cái cục xe pin đợi xíu đi mình lấy pin cho các bạn xem đây mình cho anh em xem nè trong này này thí dụ như những cái pin mà mình xài ha mình cho mọi người xem đó cái cell pin nè nó sẽ có hiệu pin nè nó công bố năng lượng nè các bạn thấy không rồi à, đó thì những cái cái này là mình ở đây mình xài để mình làm những cái bộ bình á kích pin á à, và mấy con ic xe điện thì thật ra cái chất lượng cái pin này nó quan trọng đó các bạn các bạn mà xài những cái pin mà Trôi nổi á, trên thị trường á, thì nó sẽ rất là nguy hiểm đặc biệt là những cái người mà đang làm trên thị trường mà nó không có kiểm định nó không có nhãn mát á, thì cái rủi ro gây mất an toàn rất là cao cho nên là mình khuyên các bạn là xài cái loại pin nào mà nó phải có được chứng nhận hoặc là nó phải có hãng rõ ràng tên tuổi thương hiệu thông số nó phải in đàng hoàng thì các bạn hãy xài chứ còn đừng có mua những cái pin trung quốc là các bạn sẽ dễ trả giá lắm nha ngoài ra cái yếu tố an toàn nè mình cho các bạn xem này em quay gần các bạn thấy nè một cái người mà người ta độ chỉnh chu á thì những cái đầu dắt này nè khi người ta bấm nè người ta bấm rất là chất lượng và người ta xài đầu cốt cũng là loại tốt rồi sau đó người ta hàng chì rồi người ta hơ ống gen hơ cách điện cách nhiệt rồi sau đó là tới những cái ống chịu nhiệt nè các bạn thấy không còn những cái pin mà trôi nổi á người ta làm á thì người ta làm rất là qua loa người ta quấn băng keo đen người ta làm mấy cái ống rất là lô thì như vậy rủi ro cho các bạn rất là cao và hồi nãy mình nói ví dụ như con ic thí à, dụ như con IC này chúng ta có thể mua một con IC rẻ tiền thì như vậy cái dòng xả của nó không ổn định thì nó cũng sẽ gây chập chờn hoặc là nó sẽ gây kéo ampe thì những yếu tố đó nó sẽ làm cháy dây rồi hư mạch nhiều yếu tố lắm và tới nỗi các bạn này chơi thì sợ con IC này nó tản nhiệt không tốt thì cũng phải đổ cái kết nước để cho nó không nóng IC thay vì tản nhiệt gió thì chính những cái yếu tố nhỏ 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 như vậy cấu thành lại đó, bật nè quạt giải nhiệt nè nó quay nè là nó thổi két nước trong này là có đường nước nè để nó không bị tăng nhiệt nè và thậm chí là cái pin này cũng được kiểm soát bằng app em cho mượn cái app pin đi à cũng được kiểm soát bằng app nè trên đồng hồ đây mình bật cho các bạn coi nè thấy thông số pin nè thấy vận tốc của xe nè thấy không thấy vận tốc của xe nè rồi à, thấy được dung lượng pin nè thấy được số km đi nè thấy không đó là cái đồng hồ nó hiển thị nhưng mà đó là một phần bạn sẽ quản lý được nhiệt độ của pin bạn sẽ quản lý được cái dòng xả ra của pin tất cả những thông số của pin thông qua một cái app các bạn nhìn nè cái phần mềm trong này nè thấy không các bạn thấy hết tất cả những thông số và bạn có thể coi được nhiệt độ của pin luôn coi được tất cả những vị trí coi pin nó có cân bằng hay không tại vì một cái xe pin mà nó mất cân bằng thôi là nó sẽ ảnh hưởng cả một khối pin vậy thì nó sẽ làm cho cái xe mình chạy nó không được ngon vậy các bạn thấy nè đầu tư vô tới nỗi cái mạch quản lý pin và để giải nhiệt cho ic và pin là một công trình thành thứ ra không phải ai muốn độ xe điện mà cứ mua đồ trên Shopee, mua đồ trên Lazada về gắn vô là xong đâu các bạn, cực kỳ nguy hiểm. Cho nên á mình khuyên các bạn, các bạn chơi các bạn phải có kiến thức, các bạn phải tính. Ví dụ như chúng ta phải tính là công suất cái động cơ này là 12 ngàn thì con IC này sẽ là bao nhiêu ngàn. Cái dòng xả ra cho con IC này là bao nhiêu ampere. Sau đó mình phải tính được là để cung cấp điện cho con IC này chúng ta phải sử dụng cái khối pin có cái dòng xả bao nhiêu xả trực tiếp hay là xả qua mạch đó rồi ngoài ra những cái công tắc automat như vậy ví dụ như các bạn xài những cái loại công tắc rẻ tiền các bạn mua những cái công tắc mà các bạn đấu nối vô đây các bạn dặn tiếp điểm hoặc là những cái nút nhấn tầm bậy tầm bạ cũng không được thì ở đây toàn là các bạn nhìn nè đây là những cái công tắc tơ của những cái điện ba pha đây điện nhà của mình nè mình cho các bạn xem điện hai trăm hai ba pha đây nè cái cb nè cái cb nè có bầy lớn à bạn nhìn không ngón tay của mình nè rồi các bạn qua bạn nhìn bạn nhìn cái cb của cái xe điện chạy dc này nè đây cái cái này cái cb của xe điện chạy dc nè nó bự như vậy nè nó bự gấp 5 lần cái cb của mình tại vì sao nó dc mà nó bự vậy tại vì cái ampe xả của nó rất là lớn các bạn nó xả ra ampe cực kỳ cao luôn mà nếu mà không xài những con này là chắc chắn là tiếp điểm của nó cháy hết thì nếu các bạn xài những con cb nhỏ nè các bạn xài những con cb nè nè mấy cái con nhỏ nhỏ đây nè thì những cái này mà bật lên chừng hai ba lần thôi nó chảy tiếp điểm một cái là bắt đầu nó phóng ampe là coi như dàn dây điện cháy hết luôn là gây ra nguyên nhân cháy nổ trên xe điện là như vậy cho nên có nhiều anh mà tại sao độ pin xong xe chạy cháy trơ khung là tại vì các bạn nó độ nhưng mà không có kiểm soát được chất lượng pin làm không đúng kỹ thuật thì thành thử ra là nó gây mất an toàn còn nếu như độ như vậy thì nói thì các bạn chạy từ đây ra ngoài bắc luôn thậm chí là app này có thể sạc nhanh ví dụ như sạc bình thường 8 tiếng 10 tiếng nhưng mà cài qua chế độ sạc nhanh nạp vô pin nhanh thì chỉ sạc 2 tiếng nhưng mà dĩ nhiên là sạc nhanh thì nó có lợi cái này nhưng mà nó có hại cái kia vậy thì đảm bảo là thí dụ xe này chỉ cần từ đây ra bắt sạc chừng 4 lần hoặc là 5 lần là xong đó ha thì thành thử ra là tất cả những cái yếu tố này là tạo nên một cái sự an toàn cho một cái xe điện cho nên nếu các bạn đầu tư vào nó một cách nghiêm túc đàng hoàng chỉnh chu thì cái giá nó sẽ rất là cao còn nếu như các bạn qua la thì dĩ nhiên là cái giá nó không cao nhưng mà độ an toàn nó không có vậy thì nó sẽ gây ảnh hưởng cho ai, chính bản thân mình chứ không ai khác rồi à, thì mình à, chia sẻ tất cả những yếu tố trên xe này rồi Thì mình sẽ ra ngoài mình quay cho các bạn coi cái trải nghiệm Khi mà mình à, sử dụng cái xe này Mình phải đi vô trong cái khu à, đường à, đường à, gọi là nội bộ à, Khu này là để dành để tập lái thôi Mấy anh em à, tập lái xe ô tô thôi Không có người đi các bạn thấy không Thì mình mới chạy thử rồi Mình chạy thử cũng chẳng có mạnh đâu cái Xe này thì nó mạnh lắm 75HP là mạnh lắm rồi Đấy thì giờ hiện tại là nó đang ở cái mốt tiêu chuẩn thì mình sẽ chạy thử cho các bạn nghe rất là êm ha rồi ok let's go đó các bạn thấy không nó mạnh lắm nhanh lắm rất là nhanh nhanh lắm đó đó chỉ là mới cái số 1 thôi đó các bạn nghĩ coi số 3 thì nó sẽ mạnh như thế nào mạnh tới cỡ nào nữa mình chở camera cùng đi ha thì hiện tại là đang ở mode 2 tại vì chở thêm một người nữa tới 8 90 kg là Cho nên là nếu mà trường hợp mà mà chạy mode 1 thì sợ nó hơi hơi yếu. À số 2 nè. À, số 2 thì nó cho chạy qua 50. À. mình đang chạy trong cái đường làng đường đất cái đường nội bộ á. À, các bạn thấy không Đó, rồi và với cái xe này thì mình sẽ chuyển về mod 1 Cho các bạn coi hết hết ga nó cũng không chạy được nhiều đâu nó yếu xìu rồi. chỉnh về mod 1 Đó. n Đó. giờ là nó yếu xìu luôn nè mình dẫn hết ga luôn rồi nè nó cũng không chạy qua 50 nữa giờ nó yếu lắm rồi Đó, mà như đây là tăng tốc như đây là thấy đã rồi chứ đâu có cần chạy nhanh đâu nào Đó, nè dặn hết ra nè, nó cũng chỉ có 49, 48, 47, 46 phải không? Không có hơn được, nó không có hơn được. Đó, nó cũng chỉ cho mình chạy có bốn mấy thôi, tại vì mình đang chạy hai người, đó các bạn thấy không? Cho nên là thí dụ như bây giờ mình nói một cái người phụ huynh đi, bây giờ muốn mua cái xe này mà để cho con mình chạy á thì uh, giống như kiểu không muốn cho nó chạy nhanh, muốn cho nó chạy 50 thì mình sẽ cài một cái bát vô. À, sau đó chỉ lóc lại cho nó chạy về thôi thì nó chạy có 50 à, đúng không? Rồi khi nào mà nó được 18, 19, 20 tuổi gì đó à, Nó có thể kiểm soát được tốc độ Nó có bằng lái, nó hiểu lực rồi Thì chúng ta sẽ cho nó chạy qua số 2 Còn nếu mà có điều kiện hơn Mà nó ví dụ như nó Nó thích những cái bộ môn racing đồ, Nó muốn trải nghiệm, nó muốn vô trường đua đó Thì nó có thể là chạy mốt 3 chẳng hạn Đó là cái gọi là Cái hay của cái công nghệ xe điện Có nghĩa là trên một cái cấu hình chúng ta sẽ có nhiều option khác nhau để chúng ta chỉnh thì ví dụ như các bạn à, xài cái mốt một này các bạn đi với vận tốc này à, các bạn đi một mình thì 50 60 km giờ là quá đủ rồi thì có thể là vi vu với cục pin này là chạy thẳng một phát một từ đây lên tới Đà Lạt và mình có nghe các em học viên của mình khi mà xây dựng build cái xe này á thì bạn nói là nạp đầy cái cục pin này chỉ có là hơn 10.000 thôi các bạn khoảng đâu đó 11.000 đồng á là tiền điện á, tính ra số kWh điện á là khoảng đâu đó gần 5 kg điện. 5 kg điện là 11.000 đồng. Hơn mà chưa tới 5 kg điện 4 kg máy à, 11.000 mà bạn có thể chạy được từ Sài Gòn đi tới Đà Lạt rồi thì các bạn hiểu cái cái sự tiện lợi của một cái xe điện nó như thế nào rồi đúng không? Ở đây mình không có bia, mình không có quảng cáo cho công nghệ xe điện nha, nhưng mà mình nói nó là một cái tương lai cho cái ngành uh, xe gắn máy của mình rồi uh, video clip uh, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ kiến thức của mình về xe điện cũng như là về một cái quy chuẩn để mà chúng ta có thể uh, tiến hành độ cho một cái xe điện nó an toàn sẽ như thế nào và cái việc này thì cũng không có thể nào một sớm một chiều hay là các bạn có thể lên mạng coi cái video của mình mà các bạn làm được đâu các bạn cũng phải trang bị kiến thức uh, cũng như kinh nghiệm và trang thiết bị đồ nghề để các bạn có thể làm tốt an toàn uh, cho bản thân mình hoặc là cho cái người sử dụng xe À, video clip này mình à, xin phép mình dừng lại tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay các bạn nhớ like và subscribe kênh và cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng việc xem quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.